Nếu mà nhìn sơ qua thì làm sao nhiễm mà sao mình biết được, thấy nó cũng na ná giống nhau nè. Đây này, trong bốn chai này cùng một máy lắc à, nhưng mà tại sao có chai đặc hơn, có chai lỏng hơn à, thì mọi người cũng hiểu một cách là mỗi lần nắm lắc là một cái kệ của nó bỏ lên lắc là thứ 39-40 chai lận. Mọi người hôm nay thì nắm cái lỏng qua lúa thì sẽ chia sẻ cho mọi người chọn meo như thế nào để chất lượng cái qua lúa. Thì trong cái quá trình chọn mà meo lỏng đó qua lúa thì nó có các tiêu chí như thế này. Thứ nhất là nó đủ tiêu chuẩn để cái qua lúa hay chưa. Thứ hai thì nó có bị nhiễm hay không. Thì hai cái vấn đề đó là hai vấn đề chính. Rồi thì nấm đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong đây nấm có làm 4 chai mẫu và nấm sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Thì cũng lời đầu tiên cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng cũng như mọi người đã theo dõi video này. Giờ mời mọi người xem cận cảnh nha. Thì ở đây chị Chính chị đang thao tác là khử lâu vệ sinh tủ để cái đốt tủ để cho diệt bớt những cái gì mà nó còn ở trong tủ này. Rồi, nấm mới vừa thao tác lắc nhẹ các cái chai để cho mình kiểm tra thử là ok, đủ tiêu chuẩn chưa. Bây giờ nấm sẽ lấy cái bình nấm rọi này nha. Thì ở trong bốn cái chai này màu sắc thì mọi người nha, vì cái phản quang như cái màu của nó thì đa số như này. Đây cũng vậy nè, phản quang ok chưa. Rồi, chứ không phải là lấy như thế này thì mọi người kêu cái màu đây nó khác, tất cả bốn chai thì màu giống nhau hết. Rồi, bây giờ nấm sẽ chọn lọc nè. Trong bốn cái chai này thì nó có một cái chai nhiễm nha mọi người. Thì nấm sẽ phân tích chai nhiễm là chai này nè. Nếu mà nhìn sơ qua thì làm sao nhiễm mà sao mình biết được, thấy nó cũng na ná giống nhau nè. Đây nè, trong bốn chai này cùng một máy lắc à, nhưng mà tại sao có chai đặc hơn, có chai lỏng hơn à, thì mọi người cũng hiểu một cách là mỗi lần nắm lắc là một cái kệ của nó bỏ lên lắc là thứ 39-40 chai lận, thì nó sẽ có những cái điểm, ví dụ như những cái bề ngoài thì lắc khác, ở trong tâm thì lắc khác à, hoặc là trong cái quá trình mình thao tác mình cấy từ thạch qua thì nhiều khi cái mình cắt cái miếng nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Rồi khi chúng ta lắc xong rồi chúng ta để một ở cái chế độ gọi là tĩnh thì nó có tạo bọt hay không. Tĩnh nhưng mà tĩnh lâu một tí nha, nó tạo bọt, những cái bọt như nè, ví dụ như cái đây cũng bọt nè, cái đây cũng bọt đấy, nhưng mà hai cái bọt khác nha, chúng ta quen mắt thì nhìn. Và tại sao nó nhiễm nè, đây nè, ví dụ bây giờ cái chai này là chai mình lắc nó sẽ cảm giác nó lỏng hơn nữa mà mọi người, lỏng hơn. Chúng ta tiến hành chúng ta lấy cái bình đó, chúng ta rọi ngược, rọi bên này nè, rọi đây nè, chúng ta nhìn thử cái môi trường nó trong nè, môi trường nó trong là một nè. Cái thứ hai nữa là những cái tế bào của nó là nổi lên đơn nè, nổi lên đơn nè, đây, đều đẹp đúng không. Còn cái lắc to, lắc mà hạt to hạt nhỏ thì nó lại khác nha. Rồi cái chai này tuy nó loãng hơn nhưng mà ok, chai này tốt. Rồi tiếp theo là giờ chai này thì nó lại đặc hơn vì mình lắc nha. Nó nằm ở một cái góc nè, nó đặc hơn, nó không bị gì hết đúng không. Đấy, chai này là sọt nha, tức là độ sọt nó rất là sọt, ok tốt. Rồi tiếp theo rồi mình lấy cái chai này đi, cái chai này nó lỏng hơn cái chai đầu tiên luôn, nó vẫn chìm các cái tế bào xuống, nhưng mà đấy, cái lớp này nếu mà lắc thêm cỡ ngày nữa thì ok, nó lại sọt hơn một tí, thì bây giờ là vẫn cấy được tốt, thì nắm lấy ra đây cho mọi người xem mà. Rồi tại sao cái đây nhiễm nha, cái môi trường của nó bị độc này. Mọi người thấy là tại sao cái tế bào nó có nhưng mà nó giống như chai này đi. Đây, hai chai này nó ná nhau, tức là cái lượng tế bào nó tương đương nhau, nhưng mà chai này trong, chai này bị độc này. Nó không phải sọt nha, ví dụ như cái màu đây là sọt khác này. Đó. Cái đây cái màu của nó là hơi độc nhưng mà vì lý do nó sọt. Còn thằng đây này, thằng đây tức là khi trong cái quá trình mình lắc lúc đầu nó không bị nhiễm. Tức là lắc mà lúc mà dụ như nó tế bào nó được bao nhiêu này, nó không bị nhiễm, nhưng mà từ cái lúc này trở về sau nó ảnh bị nhiễm mất rồi. Thì vì một cái lý do nào đó thì ảnh bị nhiễm.
nè, chúng ta thấy không? Đây, cái chai này khó phân biệt lắm nha mọi người. Thì nói chung là nấm cũng ăn đòn nhiều rồi nên là nay nhìn là biết đấy. Thấy anh sợt ha, anh giống cái chai này anh cũng sợt ha, nhưng mà anh lại khác nha. Đây, khó, cái chai này rất khó đấy. Còn những cái chai mà mới bỏ lắc mà nó bị đục liền á thì thôi mình không nói rồi, nó dễ nhận biết lắm. Nhưng cái chai này đặc biệt khó nhận. Đấy, cái chai đây, nếu mà mọi người mà khui ra thì nó sẽ bị mùi nó rất là khác. Ừ, khó, cái chai đây chai nhiễm là khó phân biệt lắm nè. Đây, hai chai. Wow. Anh này thì lỏng hơn, còn anh này thì mình hương sọt đó. Bốn chai xếp hàng mọi người ha. Rồi, ok chưa? Bốn chai xếp hàng, rất khó. Rồi, tế bào vẫn có nè, mà anh bị độc. Thằng đây tế bào có nước ở trong hơn nè. Còn anh này do anh sọt quá thì anh hết lớp nước luôn anh này. Rồi, lên lấy. Rồi, đã cũng cấy được. Rồi, như vậy thì cái chai này chúng ta đã phát hiện được chai đầy nhiễm này. Còn cái cách lắc mà to hay nhỏ thì tùy mọi người. Đấy, thì lúc nãy giờ nó có chia sẻ cho mọi người rất là kỹ về cái vấn đề này. Nhìn à, thứ nhất là ví dụ như nó nhiễm cách khác nữa nè. À, nó nhiễm vì cái chai rất khó nên nó làm mẫu cho mọi người xem. Nó nhiễm ví dụ như nó dính lằn đen ra này nè, lắc nó dính một cái đường lằn đen. Rồi cái thứ hai nữa là ở dưới, ví dụ mới lắc ở dưới nó tạo thành, đây ở dưới đấy nó không có gì hết mọi người. Ở dưới đấy nó không có một cái lớp bợn trắng gọi là như nấm men đó, thì nó không có. Mà đây là tế bào nhìn rất là đẹp luôn. Đây, à, đấy là cái cách mà Nấm chia sẻ cho mọi người. Thì cái chai đây nó rất là khó. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ Nấm sẽ tiến hành thao tác cấy. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Thì những cái gì mà Nấm biết thì Nấm chia sẻ cho mọi người thôi. Tuy cái video nó hơi dài, rất là chi tiết cái khúc cái chai này. Có gì mọi người góp ý ở dưới comment nha. Rồi, Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây. Thì một lần nữa thì Nấm cũng xin nhắc lại là tùy mỗi người có mỗi cách làm khác nhau, miễn sao chúng ta thấy hợp lý nhất là chúng ta làm. Từ từ. Đấy, không sao, có lửa là tốt hơn là có lửa là tốt. Như do nãy mình đẩy sát cái điện cồn đó. Rồi, không có sao hết. Rồi, Nấm sẽ kết thúc video. Cháy thì cũng không sao, cháy thì mới có bị ngòi sơn tí rồi thôi. Rồi.